Alo, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Quyền Hàng Bãi Thang Máy Bắc Ninh. Hôm nay em lại tiếp tục làm video giới thiệu đến cho các bác nhé. Thì hôm nay hàng nó có cái gì thì em sẽ lướt nhanh một lượt nhé các bác. Thì vẫn là mấy cái tủ điện mẫu cũ này. Đó. Mẫu cũ đây nhé các bác. Thì hôm nay em về được cái mẫu mới này. Mẫu mới này thì nó to hơn này. Và nó cũng mới hơn và đẹp hơn nhé các bác. Đó, to hơn khá là nhiều, đẹp lắm các bạn. Đấy. Vẫn là hai cái bình khuấy này, hai bình khuấy, mấy cái bình inox, tích áp inox này. Chỗ kia thì hôm nay em về được mấy tấm nhôm nhá các bác, tấm nhôm siêu đẹp, đẹp lắm. Đấy. Các bác nhìn thì biết, tấm nhôm đẹp ơi là đẹp. Em có hai mẫu, mấy cái quạt này này vẫn còn này, và hôm nay em về cái con quạt này. Con quạt lọc của Hàn Quốc này nhé các bác. Đó. Con này chạy điện một pha 220V, có điều khiển đây, lọc của nó đây nhé, còn khá là mới này. Đây, đó, nhìn này. Đó, em để úp xuống nhé. Đó. Điều khiển, quạt điều khiển nhé, rất là ngon. Con này kích thước nó nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là đẹp nhé. Đó, chỗ này thì hôm nay em lên hai cái con quạt này nữa này, quạt 3 pha nhé các bác. Cái bầu quạt thì bằng inox. Đấy, motor thì để ra rõ là dài ra. Chỗ này thì là có một ít cái những cái chân inox này. Cái này toàn bộ chỗ này là bằng inox nha các bác. Ba bộ bánh xe này, tay màn hình này. Chỗ kia thì vẫn là những cái đổi góc rồi. Rồi thì chân máy này. Chỗ này hôm nay em có một cái con hộp số bước này. Đó, em có một con số bước, một con hộp số bước của Đài Loan nha các bác. Đó. Chỗ này vẫn là mấy cái thanh trượt dây đai này. Có mấy cái thanh cài nhôm này, một cái hai cái lọc nguồn này, hai cái lọc của Hàn Quốc này. Chỗ này thì là cả một cái khu vực này là một series khóa nha các bác, khóa rất là nhiều, toàn khóa inox không. Đấy, rất là nhiều mẫu nha, em bày ra đây một đống này, nhiều ơi là nhiều. Đó, chỗ này cũng khóa này, chỗ này là ổ cắm kiêm lọc nguồn này, công tắc hành trình này. Rồi thì vẫn là ke nhôm và vẫn là cái đồ cũ này. Và vẫn như thường lệ em sẽ view từ đây nhé các bác. Đó, view từ cái chỗ này. Vẫn là ốc lục giác này các bác này. Tranh thủ các bác bỏ ra 3 giây bấm cho em xin một like và một đăng ký kênh nhá. Để em lấy đồ. Em lấy thước kẹp và lấy thước rút nhá. Để quay cho các bác. Thì các bác bấm like và bấm đăng ký kênh. Nhớ bật chuông thông báo. Đấy, ke góc hôm nay em lại đổ ra thêm rồi này. Đấy, lại đổ lại đầy rồi này. Riêng cái ốc này nha các bác nha. Ốc này thì em thông báo luôn cho các bác, em còn cần này nữa là hết này. Cái loại xịn xịn này, loại em bán 80k một cân này. Loại mà em vẫn báo là lâu lắm em mới săn được cái lô này. 80k một cân nha các bác. Hàng siêu đẹp luôn. Đó, hàng siêu đẹp nhá. 80k một cân, 3 cân em vẫn bao ship cho các bác. 3 cân em bao ship nhá. À, em còn cần này nữa là hết này. Thông báo với các bác mấy tạ còn cần này nữa là hết. Chỗ này thì là 60k một cân này. 3 cân cũng bao ship này. Hàng này nó lộn xộn cả inox, cả sắt nha các bác. Đó. Ốc này thì nó sõi hơn. Cũng sạch sẽ nhưng mà mỗi tội nó là ốc lẫn. Con lùa này cũng 80k một cân này. Cũng 3 cân bao ship này. Con lùa không nhôm nhá. Cái này thì nó có được lùa được từ nhôm 3 trở lên, những cái bé bé này là được từ nhôm 3 này. Đấy, còn những cái to này từ nhôm 4 trở lên nhé các bác. Đấy. Đó. 80k một cân. Ke góc này thì 100k một cân này, ke góc này cũng 100k một cân này. Cái hàng này thì nó bắt được từ nhôm 4 nhé các bác. Nó size của nó là 3,5 này thì nó sẽ bắt được từ nhôm 4 nhá. Đó, chiều này là 4 phân. Thế còn cái đằng này thì bắt được từ nhôm 3 này các bác này. Đằng này thì nó bắt được từ nhôm 3 nhé. Thì size này của nó là 288 gọi là 29 đi. Đấy, chiều này là 3 phân rưỡi này. Đấy, bắt được từ nhôm 3. Đó. Tiếp tục sang bên này. Sang bên này thì nhựa này các bác này. Những cái này em vẫn bán là từ hôm video trước em đã giảm giá xuống còn là 100k cho 15 cái nhé các bác. Đấy, cái này các bác mua về làm chặn cửa này. Đó, 100k cho 15 cái. Đó. Cái này thì là cái này là bản lề nhôm này.
35k một cặp như tay em cầm này, kích thước là một chiều này là 6 phân này, chiều này là 6 phân rưỡi này. Nó của Biung này. Đấy, rất là đẹp nhá các bác. Đó, bác nào mua 10 cặp thì là 300k. Cái công tắc hành trình này vẫn là 40k một con này. Đó, 40k một con nha, công tắc hành trình. Cái ổ cắm lọc nguồn này thì 50k một cái này. Không kể dán giá đâu rồi. Đây. 50k một cái, công suất con này là 6A nhé các bác. Công suất con này 6A. Đấy. 6A 250V, mạch sơ đồ mạch lọc của nó đây. Con này nó vừa là công tắc này, nó vừa là ổ cắm này. Đấy. Và nó có cả cầu chì ở chỗ này nhé. Đấy. Giá em bán cho các bác là 50k một con này. 6A. 6A thì nó tương đương với khoảng độ 1500W ấy. Thì các bác cứ xài độ 1200 nhé các bác. Tiếp tục đây, hôm nay em về được hai cái con này nhé các bác. Hai con này thì em bán 100k một con này. Đó. 100k một con đấy nhá. Con này nó lại dán giá lên cái thông tin thì bây giờ em cầm con này nhá. Hai con nó giống nhau y xì này. Này các bác nhìn này. Đó, giống nhau y xì nhá. Em sẽ view một con thôi. Đó, con này nó là dọc điện một pha luôn nhá các bác. Đó. Của cái hãng ES này, Northfisher này là lọc nhá. Con này điện một pha này, đấy dấu biểu tượng một pha AC 250V 15A nha các bác. À, đây là sơ đồ mạch của nó này, Made in Korea thôi. À, con này em bán 100k một con, hai cái lọc điện. Đó. Con này nó xài được 250V 60Hz hoặc 50Hz đều được, 15A. 15A mà 250V thì nó cũng vào khoảng độ suýt soát 4kg rồi nha các bác. Đó. Em cứ tính 3kg thôi. Đó, nó khoảng độ 3000W, các bác xài vô tư nhé. Đấy, các bác xài cho máy móc rồi thì xài cho thiết bị âm thanh đều được nhé. Con này là 200k này, con này là tinh chỉnh XY nhé. Hai tầng, các bác có thể mua một tầng như này thì là 100k này. Size này là size 6 phân. Đó, hàng thì em bao dùng cho các bác. Đấy, nó nảy tinh tách như này nhé, con nào nó cũng nảy tinh tách như này. Đó, khóa hãm đầy đủ này, hãm lại này. Đó, size này là size 6 phân. Đó, 100k. Cái này thì là vẫn là 50k một cái nha các bác. Đó, 50k một cái. Tay nắm tủ âm. Quay sang bên này là bây giờ là đến tiết mục một series khóa này. Trước khi giới thiệu khóa thì em giới thiệu đến em nhặt được một cái đống này nha. Em bán cho các bác có 50k thôi. Bao gồm này, một thanh này, hai thanh này, 3 thanh này, 4 thanh này, 5 thanh, 6 thanh nhá. Đấy, có 6 thanh. Cái này nó rơi ra đây này. 6 thanh nhá, 6 cái thanh cài bằng nhôm. Đó. Thì hai thanh dài là 40cm và 4 thanh ngắn mới thanh dài 30cm nhé. Đó. Em bán cho các bác có 50k thôi. Thanh cài bằng nhôm này, nhôm của Hàn Quốc luôn nhá các bác. Cô min, cô miếc gì này. Đấy, cái thanh cài bằng nhôm này rất là xịn nhá các bác. 50k cho 6 thanh này. Đó. 50k cho 6 thanh nhá, em để ra đây cho nó gọn. Đó. Bây giờ đến tiết mục khóa này. Khóa thì em về một rổ này nhá các bác. Em về một rổ này. Khóa này là gen 21 nhá. Đấy, em bán 100k một con. Đó, các bác chụp hình đi cho em cầm một con khác em view. Đó, khóa này nó rất là dày dặn này. Bằng inox 304 nhá. Inox 304, gen này là gen 21 nhá. À, gen 21, 100k một con. Đó. Loại đầu tiên này, 100k một con. Đấy là loại đầu tiên. Đấy. Các bác mua đằng nào thì chụp ảnh đằng đấy nhá. Loại thứ hai là cái loại này, cũng 100k một con này. Cái này thì là gen 14 nhá các bác. Hôm qua em kẹp rồi. Đó, cái này là inox 316. Đây em kẹp cho các bác nhá. Đó, gen 14 nhá các bác. Hai đầu đều gen 14, khóa này là khóa inox 316. Đó, một đầu nó sẽ có cái này, đầu đằng này có cái nối này. Đó, 100k một con này. Đó. Cái loại này cũng gen 14 này, cũng 100k một con này. Đó. Cái loại này cũng bán 100k. Loại này cũng bán cho các bác 100k luôn nhá. Loại này thì gen 19 nhá các bác. Gen 19 này, bán cho các bác 100k luôn, cũng bằng inox 316 này.
Đó. Em có 3 con. Gen 19 nhá. Đấy. Inox toàn inox 316 thôi, cũng 100k thôi nhá các bác. Cái van một chiều này em bán 200k 3 con này. Cái này cũng gen 14 này. Đấy, gen 14 nhá, 200k 3 con cái van một chiều này. Đó, 200k cho 3 con. Đó, tiếp tục sang đây lại đến tiết mục khóa tiếp này. Khả năng em sẽ đẩy cái này ra em giới thiệu hết cái đống khóa này đã nhé các bác. Cái khóa này cái khóa này bằng inox 304 rất là xịn này các bác này. Cái khóa này nó dành cho áp hay sao các bác. Đó. Cái này không dán giá à, bao tiền? Thôi cái này em bán cho các bác 120k nhá. Gen này là gen 16 này các bác này. Gen 16. Khóa này chuyên dành cho áp này. 120k con này nhé, cái tay vặn rất là đẹp này các bác. Lỗ bé xíu nhưng các bác. Đấy, bác dùng cho áp hơi hoặc là khí nén hoặc là dầu thủy lực nhé, bác nên xài con này. Đó, giá em bán con này là 120k này, con này thì là 130k này. Con khóa rất là gấu nhé các bác, con khóa này lần đầu tiên trong đời em gặp. Đó. Các bác nhìn thấy cái khóa nó hơi dị dị không? Nó cũng chỉ bằng inox 304 thôi. Nhưng mà đánh bóng đẹp lắm các bác. Đấy, mà để em kẹp cho các bác cái gen này nhé. Gen này là gen 22 à? Hay là 21 à? Gen này là gen 22 rồi các bác. Hay là gen 21 nhỉ? Đó. Em kẹp như này nó được 217 này các bác này. Đấy. Em kẹp này nó được 217 nhé các bác. Chắc là không phải gen 21 đâu. 21 này không vừa nhá. Con này gen to hơn nhá. Đó. Con này em bán 130k. Khóa hơi dị nhá các bác. Đấy. Con này nó là dành cho áp ấy các bác. Cái khóa nó dày, nó nặng dã man luôn này. Đó. Ở chỗ này nó ghi là phi 16 này. Chắc cái lỗ này là lỗ phi 16 này các bác. Lỗ bên trong này. Đó. Khóa này nó dành cho áp nhá các bác. 130k con này. Con này này, gen 27 này. 120k này. Đó. 120k này, con này cũng 120k cũng gen 27 này các bác này. Inox 304 này các bác này. Các bác chụp ảnh từng con một nhá. Thế cái chỗ này giá nào đây? Bán thế hết à? Kia với kia hả? Cái này là gen 34 này. Là 150k nhé các bác. Đó. Con này là 27 cũng 120k này. Đấy, đống này là 120k. Chỗ bên kia là 150k sang view sau nhá. Sang bên này hai con này cũng 150k một con này. Con này là gen 42 nhé các bác. Rất là to nhé. Đấy, con này là gen 42 nhưng mà em bán có 150k thôi. Đây, gen 42 của nó đây nhá, đút vừa luôn nhá. Đấy, nhưng mà con này thì lại 200k này. Gen 42. Khóa 304 nhá, 200k. Đó, gen 48 này các bác này cũng có khá là nhiều nhá. Con này là gen 48. 250k nhá. Khóa rất là gấu nhá các bác. Đấy. Gen 48, ống này là ống 48 luôn. Con này thì là gen 42, ống này của nó cũng là ống 42 luôn. Đó. Để em quay sang bên kia em giới thiệu nốt cho các bác cái chỗ khóa này nhá, cho nó hết series liền mạch khóa. Đây sang đây. Đấy, chỗ này nữa này, còn chỗ này nữa này. Đó. Chỗ này là cái chỗ từ đây trở vào là 150k, riêng con này là 200k này, gen 34 này. Khóa bằng inox 316 này. Đó, có một con thôi. Đấy, còn từ đây trở vào là 150k này, con này cũng gen 34 này. Đó. Gen 34 nhá các bác, 150k. Các bác chụp ảnh từng con một nhá. Con này cũng 150k này. Con này cũng 150k này, cũng gen 34 này các bác này. Đó. Con này cũng gen 34 này, 150k này. Inox 304 này. Con này cũng 150k luôn nhá. Bác nào lấy được con này thì được lợi cái cút này. Cút này đáng tiền đấy. Ừ.
sang bên này chỗ này là đống này là cũng 100k này, là gen 21 nhá các bác. Nó khắc mẫu để em bày riêng để cho các bác chụp hình này. Đó, gen 21. Con này cũng gen 21. Đó, lỗ bé dành cho áp. Loại này cũng gen 21 này. Có 3 con này. Và có một con này cũng gen 21 này. Đó, con này tay xanh khắc hãng thương hiệu. Con này bác nào lấy được cái kép nối. Đó, đó là toàn bộ số khóa này. Và đây cũng là khóa này. Này con này nhưng mà nó lại là giả khóa hơi nhá các bác. À, 250k một con này. Ống này là ống ống 12 nhá các bác. Ống 10 hay ống 12 nhỉ? Để em kẹp cho các bác cái ống này. Ống 12 nhá. Ống ra là ống 12. 250k con này. Đó. Và những cái khóa này, những cái khóa này các bác này rất là xịn sò nha, bằng inox 316 này. Đó, make in Japan đây nhá các bác. Đó, trên này make in Japan, con này là gen 14 nhá, gen 14 này. Đó, con này em cũng bán 100k một con nhá các bác, 100k một con. Và tay tay xanh nhá các bác, vặn là chữ khóa nó có màu xanh mà mở nó màu đỏ. À, ở Đài Loan. Đó, giá 100k một con. Đấy là xong về phần khóa. Quay trở lại đây thì em giới thiệu đến cho các bác cái dây đai nhá, cái trượt dây đai. Đó, trượt dây đai này thì em có hai mẫu, một cái mẫu dài dài này có một thanh thôi, còn mẫu này có ba thanh. Thì đây, nó dài 79cm này, hành trình được 58cm, giá em bán 400k nhé. Con này thì nó có bát bắt motor hẳn hoi và có khớp nối hẳn hoi. Đó, hàng thì em bao trơn, bao dùng cho các bác. Đó, bây giờ em đo cho bác cái con bọ này nhé. Con bọ này một kích thước của nó là 9 x 11. Đó, chiều này là 9 này, chiều này 11 này. Đó, thì cái nhôm này của nó nhé là vuông 4 phân. Đó, chiều nào cũng 4 phân hết nhé. À, con này thì là giá là 400k này, dài 79 này, hành trình 58. Con này thì 300k nhá, dài 63, hành trình 41 đấy. Thì thông tin thì về thân nhôm rồi bọ nó giống nhau hết nhá. Đó, còn có 4 con thì 3 con này giống nhau, còn con này một mình nó một kiểu này. Đó, giá là 400k, con này 300k. Quay vào trong này, quay vào trong này nhé các bác, thì vẫn là những cái đầu nối như, đầu chia hơi này em bán 40k một cái này. Đó, gen này là gen 21 nhé, những cái đầu gen này là đầu gen 21 hết, 40k một cái này. Đó, rất là đẹp nhé các bác, đầu chia 3 40k một cái. Các bác mà muốn rẻ hơn thì về lấy đằng này. À, đằng này em bán 100k 8 cái nhá. Đấy, cái này nó cũng gen 21 này. Đó, 100k cho 8 cái nhá, giá rất là rẻ. Tiếp tục sang bên này là những cái đầu nối nhanh của Đức này, giá vẫn là 120k một cái nhá. Gen này là gen 13 này, ống này là ống 10. Đó, nó hai đầu nó đều có van một chiều như này nhá các bác, nó đẩy nhau. Đó, giá mà 120k một cái này. Những cái này em vẫn bán là 100k 3 cái này. Đấy, bác nào mà mua nửa rổ này nhá, em bán cho 100k 4 cái. Đấy, cứ sắn này một nửa thôi, không yêu cầu bác mua cả. Bác có về bán, em bán cho 100k 4 cái. Sang bên này cao su non này, em vẫn bán 15k một cục nhá. Đó, vàng và xanh này. Cái này nó dẻo lắm các bạn. Nó đến từ Hàn Quốc nha. Nó có cái chữ ở đây nè, đầu nha. Đây. Đó, chữ này là chữ của Hàn Quốc nha các bác. Sơn zin, sơn giếc gì đó, lấy nét hơi kém nha các bác. Đó. Cái này em bán 15k một miếng. Bây giờ là quay ra đằng này.
Thì em giới thiệu đến cho bác hai con motor này, hai con quạt nhé. Quạt này là chạy điện 3 pha, cái này cái bầu này của nó là bằng bằng inox nhé các bác. Cái bầu này bằng inox này. Em sẽ đo cho các bác cái bầu này trước này. Đó. Hôm nay em về hai con này nó có chân có tay hẳn hoi. Đầu tiên là nó cao như thế này nha các bác, là nó cao này là 20,5 cm này. Bề ngang của nó đường kính cái bầu này nó khoảng độ 18 cm nhé. Cái còn chỗ hút gió vào như này là nó khoảng độ 7/6. Đó, các bác mà có mở cái nắp này ra này thì chắc là nó rộng hơn nhá. Đó, nó có cái nắp này nó bịt lại là người ta hút ống này. Nếu mà các bác chỉ để thổi không, thổi đi không á thì các bác mở cái nắp này ra thì nó hút nó thoáng hơn, nó mạnh nữa nhá. Mở cái nắp này ra. Đây, cái nắp bằng inox này mở ra. Đấy, nếu mà các bác để hút đồ ấy thì có cái nắp này để các bác chụp vào đây là để hút đồ được. Đó. Con này thì nó được hai tác dụng như thế nhá. Cánh của nó thì bằng thép thôi. Một cái trục dài như thế này này. Đấy. Nó dài tổng thể như sau nhá các bác. Cái bầu này thì của nó là dày là 8 cm, đường kính cái lỗ thổi ra như thế này là khoảng độ 6 phân. Và nó dài tổng thể như thế này là khoảng độ 36 cm này. Thì nó cái động cơ của nó được gắn kết nối vào bằng một cái trục quay và ba con ốc này. Động cơ của nó đây nhá, nó có thông tin về động cơ ở đây này các bác này. Em cho các bác xem nó lại dán vào cái đít này nhá các bác. Đâu em cầm ngược các bác. Không biết phải ngược chưa? À đúng rồi, cái này là xuôi. Đó, thông tin ở đây thì nó ghi chạy điện 3 pha 200 hoặc 200 200 hoặc 380 này. Tốc con này từ 2800 đến 3200 nhá. Đó. Con này bao nhiêu watt nhỉ? 1,6 HP. À 1/6 HP, 1/6 HP thì nó vào khoảng độ các bác cứ lấy 750 chia cho 6 thì nó ra chắc khoảng độ 125W sao các bác. Đó. Bây giờ em sẽ test cho các bác nhá. Em chạy điện 3 pha đâm em sẽ đấu tụ cho nó chạy nhá. Đó. Con này nhắc lại các bác là nó đang chạy điện 3 pha nhá. Đây em cho nó chạy này. Chạy khá là ngon nha các bác. Gió thổi lên đằng này. Đó. Con này thì em bán cho các bác giá là 650k một con nhé các bác. 650k một con. Đấy, các bác về chế hôm nọ các bác hỏi là chế kiểu như là con bơm dìm ấy, con bơm dìm thì các bác bắt buộc phải thay cánh nhá. Cánh này thì nó em nghĩ nó không thể cánh quạt bơm được đâu. Cái này nó nguyên bản của nó là cánh quạt gió nên là không thể chế được thành cánh quạt bơm được, các bác phải thay cánh. Đó, cánh của nó đây này các bác, em cho các bác xem. Đấy, cánh của nó đây nhá. Đó, cánh nó cánh quạt gió bình thường thôi. Đó. Inox rất là dày này các bác này. Đó, giá 650k một con này. Nó em để ra sau này để cho nó rộng chỗ để tiếp tục view này. Ủa nóng quá em ơi. Đặt trên cái quạt lên ngay. Để nó lui lại. Tiếp tục sang chỗ này thì em lên cho các bác một series những cái chân inox nha các bác. Con này chân này nó rất là đẹp này các bác này. Đó. Em bán là 130k một cái chân này nha các bác. Đẹp ơi là đẹp. Đó, các bác mua một cặp như này thì em tính 250 này. Bằng inox nha các bác. Xịn ơi là xịn nha. Đấy. Này các bác nhìn sướng mắt luôn. Cái này xoáy ra được nha các bác. Xoáy tăng chỉnh được này. Đấy, nó còn tăng tối đa lên kịch chỗ này nhá. Đó, đầu này cũng thế tăng được này, nó có con ốc hám ở đây và ốc hám ở đây nữa nhá. Họ làm rất là chỉn chu. Bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác nhá. Đây em cứ mặc định như này em đo luôn nhá, có thể nó sẽ nới ra được dài thêm khoảng độ tối đa được khoảng độ 4-5 phân nữa nhá các bác. Đó. Và có thể thu lại được tối đa được 2 phân nữa. Ngắn đấy. Nó dài bây giờ hiện tại nó đang dài là 22,7 cm này. Đường kính của cái này là 6 phân nhá các bác. Đó, đường kính của cái mặt bích này là 6 phân.
đường kính của mặt bích là 6 phân, cái trục này thì nó là trục 22 này, 22,5 này. Em kẹp như này nó là 22,5 nhé các bác. Đó, 22 nhá. Trục này là trục 22. Đó, mặt bích này thì nó cái mặt bích trên này nó rất là dày, dày đúng một phân luôn nhá. Em bán 130k một cái này nhá. Các bác mà mua một cặp như này là 250 nhá. Em có 2 cặp thôi, không có nhiều đâu. Có đúng 2 cặp thôi nhá. Đó, 250. Loại thứ hai là em giới thiệu đến cho các bác cái chân này. Chân này em có 3 cái nhá. Đó. Kích thước của nó là 14,5 x 9 này. Em đo nhá, em vừa đo. Nó dài này là 14,5 này, bề ngang này là 9 này. Chiều rộng như này là cái chân đế này là 5,5 nhá. Và nó rất là dày, chắc con này phải dày 5 ly. Đó, dày 5 ly nhá các bác, 4 ly 8. Đó, em bán cho các bác là 90k một cái chân này, em có 3 cái này. Rất là đẹp nhá. Đó. Bác về làm những cái bát gá này, rất là đẹp. Inox đánh bóng lừ. Đó. Mã đầu tiên này. Đó, 90k một cái nhá. Để em để dọn sang bên này cho nó gọn từng mã một. 90k một cái này, để sang bên này. À. Kích thước em đo rồi. Loại thứ hai là cái loại này. Loại bát này nha các bác. Đây các bác nhìn kỹ một chút nha. Đó. Bát này em đo kích thước này. Nó dài là 16,5 này. Bề ngang của nó cũng 9 phân này. Và cái đế này của nó là 6 phân rưỡi nhá. Cái chân ngang này là 6 phân rưỡi. Và cái này chắc nó dày khoảng độ 3 ly. Cái này nó dày 3 ly nha các bác. Đấy, dày 3 ly. Thì cái này em bán cho các bác là giá 160k một cặp, hai cái như này. Đó, 160k một cặp này nha các bác. Đó, 160k một cặp này. Cái này em có 2 cặp. Đó. Đây em có 2 cặp nha. Loại thứ ba này là em có 1 cặp thôi này. Loại này thì chân thì người ta lại không hàn, cái này đùi ra đằng sau người lại hàn ra đằng trước các bác. Đấy. Kích thước của nó cũng thế nhá, 130k một cặp. Đó. Kích thước nó cũng dài 16 x 9 này. Cũng dài 16, hơn 16 một chút nhá. Cũng 9 phân, đế này thì có nó 4 phân rưỡi thôi. Giá em bán là 130k một cặp này. Cũng có cũng inox này cũng dày 3 ly nhá các bác. Đó, em có một cặp. Cái này em có một cặp thôi. Đó, giá 130k. Đó, sang cái loại cuối cùng này. Loại này thì em có tận 3 cặp thôi. Đó, loại này có 3 cặp nhá. Loại này là inox không đánh bóng. Đó, inox thô này. Kích thước là 14 x 8 nhá. Em đo lại này. 14 này nhân với 8 này. Nhân với 5,5 nhá. Đó, giá 120k một cặp. Cũng dày 3 ly nhá các bác. Dày 3 ly luôn. Đó, 120k một cặp nhá. Đấy, như này là một cặp này, là 120k này. Cái này thì em có 3 cặp nhá. Đó. Em xếp ra kia cho nó rộng. Để lấy chỗ view cái khác nhá các bác. Tiếp theo sang bên này em có hai cái tay màn hình này. Đó, hôm qua còn sót lại nhá, hai cái này, giá 200k một cái nhá. Đó. 200k một cái tay này. Đó, em có hai cái này. Bánh xe này các bác này. Đó, bánh xe này thì 500k bộ này 550, bộ này 1 triệu này, quên không dán giá này. Đó. Thì em sẽ view một bộ thôi nhá, hai bộ này kích thước nó giống nhau. Nên chỉ khác nhau về thương hiệu thôi. Đấy. Cái này là WI80 nhá. Well Master này. Đó. Bộ nào cũng đẹp. Bộ này là 550k này. Còn bộ này thì là 500k nhá các bác. Cái này là của nó là Q Master QM600 này. Đây nó có cái chữ QM600 và có chữ Made in Korea ở dưới gầm này nhá các bác. Đó, xoay được nhá. Em sẽ đo một bộ thôi nhá các bác. Bộ này của nó là kích chiều này là 9 phân này, vuông 9 phân nhá. Đó, vuông 9 phân.
tổng chiều cao từ mặt bích xuống đến bánh nó khoảng độ 10 phân nha các bác. Từ mặt bích này xuống đến đáy bánh này là 10 phân. Bánh này là đường kính 6 phân và dày 3 phân nhá. Đó. Đấy là toàn bộ thông tin của nó rồi. Đó. Tăng chỉnh nha các bác. Đó. 500k bộ này. Bộ này thì 1 triệu này. Đó, nó bao gồm hai cái bánh ở giữa này là bánh có phanh nhá. Đây, hai bánh này là có phanh này. Đó. Hai bánh ở giữa này có phanh, còn hai bánh ở riêng này là không có phanh. Đó. Thì em sẽ đo một bánh nhá. Kích thước thì nó giống nhau, nó chỉ khác nhau là lắp thêm phanh thôi. Thì cái bánh này của nó nhá, em đọc cái bánh trước này, bánh này của cái hãng thương hiệu là G-Dog này, ENG này, Forkmaster này. Cái la răng này bằng nhôm này. Kích thước của bánh nó là 100x40 nhá, có nghĩa là đường kính cái bánh này là 10 cm và bề ngang của nó là 4 phân này. Forma này. Đó, rất là đẹp nhá các bác. Bây giờ em sẽ đo xoay được nhá, bánh nào cũng xoay được và có hai bánh có phanh nhá các bác. Chiều này là 11 phân rưỡi này. Chiều này là 10 phân 2 này. Đó. Tổng chiều cao từ mặt xuống đến bánh này là nó khoảng độ 13 phân rưỡi. Đó, 13 phân rưỡi nhá các bác. Từ đây đến đây 13 phân rưỡi. Bộ này em bán 1 triệu một bộ nhá. Đó. Quay sang bên này. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác một cái con hộp số này. Với con hộp số của Đài Loan rất là ngon nhá các bác. Đấy, cái bộ này thì em bán 1 triệu nha các bác. 1 triệu em dán lên đây. Dán lên đấy nó bong rồi nhá. Nó có cái thương hiệu của nó, tên của nó là Tanju. Đấy, cái chữ của nó đây nhá các bác. Đấy, em sẽ zoom zoom lên một chút cho các bác nhìn này, sau đó em sẽ bê bởi vì nó nặng lắm các bác. Đó. Tanju này, 70F nhá, nó có cái chữ 70F đây này. À, đây là cái mặt bích của nó nhá. Bây giờ em sẽ cho các bác xem thương hiệu trước. Đây là cái rốn nhớt của nó này, vẫn còn trong veo nha các bác. Này, rốn nhớt này các bác nhìn thấy chưa? Đấy, rốn nhớt nhá, trong veo. Bây giờ em sẽ cho các bác xem thương hiệu này, rồi thông tin của nó nhá. Em sẽ bê một tí thôi nhá, nó nặng lắm các bác. Đấy, Tanju này. À, model của nó là R07 này. R070F061 này, 202R đó, sản xuất năm 2021 nhé, Made in Taiwan đó, sản xuất tại Đài Loan luôn nhé các bác. Tanju rất là xịn. Bây giờ con này em sẽ đo kích thước nhé, em sẽ cho các bác xem tổng thể từng mặt một, sau đó em sẽ đo kích thước. Đây là mặt dưới của nó này, mặt sườn này, sườn bên này. Đó, sườn bên này, mặt này thì nó có cái mắt nhớt rồi. Mặt này thì nó có cái tem. Bây giờ em sẽ zoom lại nhá, để em đo kích thước cho các bác. Ôi trời, nó nặng lắm các bác. Nặng gần 20 cân. Đấy. Tổng thể nó như này nhá, rất là đẹp nhá. Một cái màu thép màu xám xám. Nó dài như này là 19,5cm này. Bề ngang này là 13 và nó cao. Nó cao cũng 13 nha các bác, nó vuông 13 luôn. Đó, ví dụ như cái mặt bích này nó là vuông 13, mặt bích bên này là vuông 13 này. Đó, thì chỗ này nó có một cái cục nhôm ở đây. À, em chả biết cái cục nhôm này để làm gì, thì em kẹp cho các bác cái trục cốt nhá. Đầu tiên là em kẹp cái trục cốt này. Trục cốt này là trục cốt 20. Đó. Trục cốt bên này cũng là 20 luôn à. Cũng là 20 luôn nhá, hai bên này. Trục cốt này 20, trục cốt bên này 20 nhá. Chỗ này nó có cái nó có một cái răng nhung nhung nhá, gọi là nhung. Đúng rồi, các bác ở miền Nam gọi là nhung. Bây giờ em đo cái mặt bích này cho các bác nhá. Cái mặt bích này thì nó em đo cái vỏ ngoài nhá, vỏ ngoài của nó đây. Thì nó là 11 này, đường kính 11. Còn cái trong này nhá, cái chỗ xoay này nhá. Đây nó xoay này, em quay này cho bác. Đấy, em đo cái chỗ xoay này nhá. Chỗ xoay này là 75, 7,5cm. Và cái cốt này, cốt bé nhất này là 35. Đó. Thì con này nó là hộp số bước nhá. Hộp số bước là nó cứ quay được một vòng như này này. Nó cứ quay một vòng là nó dừng 6 chỗ nhá. Đây em quay nhá. Đấy, nó dừng này. Nó lại chạy này. Đấy, đó cái mà tay em đang quay liên tục nhá. Đấy, nó dừng, nó lại chạy.
Kể ra em có lắp cái con động cơ vào đây em cho nó kéo thì các bác nhìn nó rõ. Đấy, em quay vẫn quay nhưng nó vẫn dừng nhá. Đấy. Đấy, bác thấy chưa? Nó cứ dừng một đoạn xong nó lại đi và nó dừng dừng 6 chỗ nhá, tương đứng với 6 cái lỗ này. Đấy. Bây giờ em sẽ tính vòng nhá, xem nó là bao nhiêu, em sẽ cắm cái gì vào đây nhỉ? Để em đếm vòng nhỉ. Quạt nào 900 em. Bảo ship thì bảo ship. Đây nha, em đặt cái con ốc này vào đây để em đếm vòng cho các bác nhá. Úi giời, nó tụt bố xuống dưới à. Chán không nhỉ. Đây em cắm cái này vào để đếm này. Em mới cùng các bác cùng đếm cùng quay nhá. Cắm cái này vào đây. Đó, các bác để ý cái này nha, em quay một vòng nhé. Một vòng này. Hai vòng này. Đấy, cái này nó lên đây là hai vòng nhá. Ba vòng này. Bốn vòng này. Năm vòng này. Sáu vòng nha các bác. Đấy, sáu vòng. Có nghĩa là cái này nó cứ quay được một vòng nhá, thì cái này là nó được một nhịp dừng. Đấy, nó đẩy nhá. Tỷ lệ 6/1. Đấy. Em quay lại này, 1 này. Dừng muốn nhích một tí nhá. 2 này. Đấy. 3 này. 4 này. 5 này. Và 6 này. Đấy, nó lại trở về đây. Đấy, có nghĩa là cái này quay 6 vòng thì cái này là quay được một vòng và nó dừng ở 6 chỗ, tương ứng với mỗi một vòng là nó dừng ở một chỗ nha các bác. Đấy. Đấy. Con này em bán cho các bác giá 1 triệu nha các bác, 1 triệu con này. Chưa bao gồm tiền ship nha các bác. Nó cái này nó có dầu nên nó không dính, cái băng dính giấy nhà em nó không dính. Để em lấy cái băng keo em dán lại nhá. Sau nó bay mất giá, không nhớ. Đây em dán nó vào đây nha các bác. 1 triệu con này. Bay 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 bay. Đấy, của hãng Tanju nhá, đến từ Đài Loan nha các bác. Ủa bằng dính nó còn không thèm ăn các bác. Bằng dính nó cũng không nhá, nó cũng không ăn. Đấy, 1 triệu con này nha các bác. Đó. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác cái quạt này nha các bác. Cái quạt này thì đây cho các bác xem thông tin nhá. Cái quạt này hôm nay em kiếm được cái sợi dây nó khá là dài nhá. Cái sợi dây này em tặng các bác luôn nhá. Đó. Tay em tự kiếm nhá. Đó. Quạt của nó đây, kích thước của nó là 45 x 45 nhá, cao 20 cm, giá em bán 700k. Đấy, vỏ của nó đây này, có chữ Hàn này các bác này. Thì cho các bác xem thông tin về cái lọc của nó nhé. Cái lọc của nó có cái thông tin ở đây. Đó, đây là thông tin về cái lọc nhé. Các bác nhìn thấy chưa? Của Hàn Quốc luôn nhé, toàn chữ Hàn thôi. 99,7% A cộng 3 micromet này. Đó, đây là thông tin về cái lọc. Thế còn thông tin về cái quạt thì nó chỉ có ở đây thôi. Nó có cái chữ này. 1200 vòng phút này. Power AC 220V này. Mã của nó là H153 Won Aritech Korea này. Chỗ này thì toàn những cái chữ tem cảnh báo thôi. Đó. Thế nhưng mà cái con này nhá, thì họ lắp cái điều khiển này này. Thì em có chỉnh lên được, là em xoáy cái này ra cho các bác nhìn nhé. Nó lên được đến tận 1.500 nhá. Đấy. Riêng con điều khiển này nó khiển lên cái này lên tận 1.500. AC 220 đến 240V nhá. Các bác đừng hỏi em con này nó bao nhiêu watt nhá. Tại vì em chưa thấy ghi, chưa thấy tìm ở đâu cả. Nhưng mà thông thường những cái con động cơ này nó phải toàn trên 100W hết nhá các bác. Thậm chí có con nó lên đến hơn 200W. Đấy, nó không ghi ở đây đâu. Thông thường nó hay ghi ở đây này, nhưng mà ở đây thì không thấy có nha các bác. Đó. Bây giờ em sẽ test cho các bác nhá.
tặng các bác cái sợi dây này luôn nhá. Sợi dây này thì em kiếm được rồi. Đó. Mua xong cái quạt thì xin cố tình quay lại xin chủ bãi cái dây này. À, cứ lầu nhầu nhưng mà thôi, lầu nhầu cũng phải chịu. Em cứ xin. Thế là cũng phải chịu nhá các bác. Đấy. Tại vì cái sợi dây này chủ bãi người ta cũng bán được mấy chục nghìn đấy các bác. Thế đâm ra người ta xin họ họ cứ lầu nhầu. Đấy, em xin cho các bác nhá. Sợi dây này, cái dây này của nó mềm lắm các bác, đẹp lắm. Mới tội nó không có rắc thôi, nhưng mà chính chỉ vì không có cái rắc cắm này thì em mới xin được này. Có rắc cắm thì kiểu gì họ cũng không cho đâu. Đó. Vì nó không có rắc cắm em mới xin được. Nó đứt rắc cắm rồi. À, bây giờ em sẽ cấp điện em test cho các bác nhé. Em để nó xa xa một chút nhé, để cho nó đỡ, chẳng may nó chạm vào giật vỡ mồm các bạn. Để nó xa xa ra đây, đèn để đè cái thước vào. Tại vì cũng em muốn sâu nhưng cái quạt này lên cho các bác xem. Bây giờ em bắt đầu ghim điện này, bật công tắc này. Đó, điện nó vào đây rồi nhá. Đấy, như vừa nãy em test là nó đang ở chế độ off rồi nhá các bác. Để nó khởi động xong đã. Đó. Bây giờ bật lên này. Ô, sao con này nguồn lại không vào nữa nhỉ? Ồ, cái ổ cắm này của em nó đang bị lỏng các bác, em cắm ổ khác nhé. Đấy, em cắm ổ khác rồi, cái ổ cắm nó lỏng. Sao điện không lên, khởi động xong lại tịt ngóm. Đấy, đợi nó khởi động xong lại nhé các bác. Đấy, xong rồi nó đang ở chế độ dừng nhé các bác. Đấy. Bây giờ em bắt đầu khởi động này. Ấn lần 1 này, ấn lần 2 này, ấn mũi tên chỉ lên này, và ấn set này. Đó, bắt đầu chạy nhá. Ô, chưa được. Ấn lần 1 này, đấy, chạy rồi, bắt đầu chạy rồi các bác này. Và nó đang chạy ở tốc độ 1.500 vòng một phút nha các bác. Em cho nó chạy maximum luôn. Em cho nó maximum này. Cho nó maximum nhá. Con này nó lại không ấn được các bạn, phải ấn nhấp nháy chứ không giữ được, giữ nó không nhảy, nó không chạy số. Đấy, cứ phải ấn nhát nhát một này, nó lên 10 vòng một thế mới điên. Như những cái khiển khác để ấn vào là nó nhảy một phát kịch luôn ấy, nó nhanh. Con này nó chạy ở tốc độ mấy trăm vòng, nó im đét thôi, nó chả có cái tiếng gì các bạn. Em cho nó lên kịch 1.500 cho các bác xem nhé, đợi em một chút. Bác nào không mua thì cứ xem cho nó vui. Con này nó lên kịch ga là 1.500. Đó, nó ghi ở đây có 1.200 thôi, nhưng mà thực tế nó lên được tận 1.500 nhá các bác. Đấy, bắt đầu tăng tốc rồi. Đấy. Con này chạy siêu êm nhá các bác. Nó hút gió từ mặt này xuống này, thổi xuống đất. Đấy. Gió nó sẽ thổi qua cái lọc này nha các bác. Đấy, nó sẽ thổi qua cái lọc này này. Đây, tiện đây em dựng lên đây cho các bác xem luôn cái lọc này. Cái lọc này nó còn khá là đẹp nha các bác. Đó. Đấy, cái lọc của nó đây, nó sẽ thổi có gió qua cái lọc này. Đó, lọc hết sạch các loại bụi bẩn các loại. Đấy nha các bác. Đó. Bây giờ em sẽ xuống, lật nó xuống cho các bác xem này. Con này nó chạy êm thật đấy. Đấy, chạy tốc độ maximum rồi này, 1.490 nhá.
êm siêu êm luôn. Đó, bây giờ các tắt nha các bác. Ấn vào đây này, ấn lần nữa này. Ấn mũi tên chỉ xuống này, ấn ọt này. Đó, là tắt rồi nha các bác. Đó. Em tắt rồi. Con này em bán cho các bác giá là 700.000 nhá, 700.000. Kích thước của nó là 45 x 45 cao 20 nhá. 45 45 này em đo cái lọc này nhá. Chứ còn nếu mà đo kiểu này thì nó không đủ đâu nhá. Ví dụ chiều này là đủ 45 này. Đó, bác nhìn thấy chưa? Nhưng mà chiều này sẽ thiếu nhá. Chiều này được có 41,5 thôi, bởi vì cái lọc nó chìa ra đây nhá. Đó. Đó, thì hàng em bán cho các bác con này là 700k chưa bao gồm phí vận chuyển và tặng các bác cái mẩu dây này. Đó, tặng các bác cái mẩu dây này nhá, kèm cái rắc này của luôn của nó này. Mẩu dây này nó khá là dài nha, em đo luôn cho các bác này. Đó, 50 này, 100 này, 150 này, 200 nhá. Con này chắc là được 2,5 m 3 m đấy. Đấy. Những cái dây này nếu mà nó có rắc cắm này chủ bãi nó toàn bán gần 100.000 sợi thôi. Đó. Bọn em không cần dám mua nữa các bác. Đấy, tặng các bác cái sợi này. Về các bác mua cái rắc cắm 5.000 đấu vào đây là thành cái ổ cắm luôn nhá. Rất là ngon. Không các bác đấu vào bảng điện thì đấu vào đây luôn này. Đó, giá 700.000 cái quạt này nhá các bác. Đó, em sẽ nhấc ra chỗ khác để em view đồ nhé. Tiếp tục sang bên này. Vẫn là cái quạt này này các bác này. Quạt này em vẫn bán là 400k một con nhé. 400k một con. Đây. 400k. Con này là điện 220V này, một pha nhé, 80W. 2600 vòng một phút. Con này là quạt này là quạt của Đài Loan nhá. Đó. Nó không ghi Made in Taiwan nhưng mà em check ra nó là cái logo thương hiệu này là của Đài Loan này. Cánh là cánh bằng sắt nhá. Cánh bằng sắt, khung này là bằng nhôm. Cái lưới này bằng thép mạ chrome nhá, sắt mạ chrome. Đó. Em đo kích thước cho các bác nhá. Con này thì chỗ này thì nó là 22,5 này. Chỗ chéo này thì là 25,5 này, còn đọt lòng như này là 20, độ dày là 8 cm này. Đó, nó sẽ hút gió từ mặt này nhá các bác, thổi ra mặt này. Đó, em sẽ để xuôi chiều nhá cho nó đỡ réo. Nếu mà để ngược cái gió so với cái chiều gió quạt nó đang làm mát của em ấy thì nó sẽ réo. Đấy, nó chạy êm lắm các bác. Đấy, này. Cái này các bác làm quạt thông gió mới hút mùi thì chuẩn bài nhé. Tốc 2006 nhưng mà chạy siêu êm. Đó. Chạy rất là ngon nhé các bác. Con này chạy êm lắm. Tốc 2006 em đánh giá là chạy như này là quá ngon. Quá êm. Tiếp theo sang bên này. Thì hôm nay em giới thiệu đến cho các bác em về ít tủ điện nhá. Thì đầu tiên em giới thiệu cái mẫu tủ mới trước này. Cái mẫu tủ mới của nó đây nhá các bác, trông thì nó khá là mới. Đó. Các bác nhìn kỹ chưa? Em có 4 con. Hôm nay về 4 con này. Đó. Về 4 con đây nhá các bác. Thì cái này có khóa này, về các bác có thích đánh khóa thì đánh nhá, không đánh thì dùng được. Bên trong của nó này. Đó, các bác nhìn mới chưa? Tấm lót đây vẫn còn nhá. Ngoài ra nó có cả cái tấm lót sườn này nữa nhá các bác. Tấm lót sườn này. Chỗ này là người ta cài cái gì ở đây nữa em không biết à. Có cả tấm lót sườn cho các bác luôn nhá. Rất là tiết kiệm này. Tấm lót sườn bên này. Đó, bên này thì máng chạy vòng quanh. Em vẫn để nguyên máng cho các bác. Ba cái lỗ ở đằng này. Đằng này có một lỗ nữa là 4 nhá. Trên đỉnh này có một lỗ nữa là 5. Nó tổng cộng có 5 lỗ như thế nhá các bác. Thì nó tùy con nhé. Có con thì nó lại lỗ khác nhé. Đấy.
ba con này là lỗ giống nhau này, cái con này thì lại lỗ khác này. Đó, bác nhìn thấy chưa? Hay là em để ngược thì không biết. À, nó lỗ nó cũng giống nhau hết các bạn, lỗ giống nhau hết nhé. Này có khóa này, chỗ này ghi tem cảnh báo thôi. Kích thước của nó là 60 × 40 × 22 nhé, chiều dài này là 60 cm, chiều cao là 40 và chiều sâu là 22 nhé. Con này rất là sâu, em bán cho các bác giá 500k cái tủ này. Khóa thì các bác về mà muốn ấy thì các bác đánh chìa nhé, không có thì cứ dùng như này thôi được rồi. Đó. Đó. Dùng thế thôi nhé các bác. Đấy, con này thì thêm được một cái máng nữa ở giữa, còn bốn máng vòng quanh thì vẫn có, vẫn cái sườn kia vẫn có kìa. Đấy, để em mở dưới chỗ hai con cho các bác xem nhé. Giá em bán là 500k một con này. Đó, 500k một con. Mẫu này thì hơi bị đẹp nhé, hàng về mới lắm, đẹp ơi là đẹp, mới đến 80-90% nha các bác. Nhìn cái ánh điện nó soi xuống nhé, nó vẫn còn độ bóng nhé, nó không bị phơi mưa phơi nắng gì cả. Đấy, cái loại này thì thép hơi dày hơn này, nhưng mà bị phơi mưa phơi nắng rồi này, giá nó cũng cũ hơn. Con này kích thước em để đây nhé, 48 × 40 × 20, giá 450k. Tủ này là tủ của Trung Quốc. Đó, con này thì con này nó có hai cánh nha các bác, nhưng mà dòng này thì lại có cả gioăng cao su rồi thôi. Đó, hai cánh, cánh này thì chốt vào bằng cái này này các bác. Đó, chốt vào bằng những cái chốt này. Đó, bên trong cũng có mặt rồi, cũng có thanh cài, nhưng mà cái thanh cài này nó không có máng thôi, máng vứt hết rồi. Đó, chốt lại nhá. Đó, sau đó đậy cái nắp lại. Đó, giá con này 450k, em sẽ rơi con thứ hai xuống này. Con thứ hai là con này nhé các bác, con thứ hai là con này, giá 380 này, 40 × 38 × 20, vẫn của hãng SC Sora đó. Đó, con này thì 380 đó, cũng như này nhé các bác, 380. Con này thì là 430 này, con này to hơn. Đó, con này thì nó đang bị khóa rồi. À đâu, đây 430 đó, con này 430 đây, đây này. Đây, đó là mấy cái con tủ nhá. Ngoài ra này, chỗ này là 3 mẫu này, chỗ này là 1 mẫu nữa là 4 này. Ngoài ra vẫn bẩn mấy cái con tủ to đùng ngã ngửa kia, em vẫn để kia nhá. Đó, quay sang đây thì những cái bình này này các bác này, giá 1,2 triệu này. Hôm nay bác nào lấy em bao ship cho này. Đó, cái bình này hôm nay em sẽ quay kỹ một chút nhá. Cái bình này dung tích là 10 lít nhá các bác, dung tích là 10 lít. Đó, nó có một cái nắp ở đây. À, một cái nắp ở đây này, để xoáy lên để châm đồ nhá. Cái này em nghĩ thế thôi nhá. Đó, cái nắp này là xoáy đây, chắc để châm đồ vào đây này các bác. Đó, cái này, con này nó dung tích 10 lít. Bây giờ em sẽ đo kích thước trước khi em mở nhá. Cái chiếc bao ngoài này của nó là 24 cm và nó cao đây, cao 29 nhé. Đó, mở ra này, chỗ này có một cái khóa inox này nhá, khóa inox này là bằng 316 luôn, khóa inox 316 nhé, xem bao nhiêu thì em chịu. Đó, nó có 1, 2, 3, 4 cái vòi này, với đây là cái phao nhé. Đấy, cái phao này 4 cái vòi, thì đây có 3 cái để đẩy ra này. Một cái là này là để nén khí vào nhé, cái này người ta thiết kế này để nén khí vào là chính là cái vòi này. Đó, nên khi nào còn ba cái này để hút dung dịch ra này. Bên trong của nó đây này, rất là đẹp nha các bác. Bên dưới này nó có cái gioăng cao su này, nó ở trên miệng này nhá. Em ném nó xuống đấy sợ nó mất này. Nó ở trên miệng này. Đó, cái này em bán cho các bác là giá 1,2 triệu. Bác nào chuyển khoản em bao ship hoặc là đặt cọc em cũng bao ship hết. Có nghĩa là 1,2 triệu là em bao ship, nhưng mà bắt buộc các bác phải đặt cọc hoặc chuyển khoản. Đó, chuyển khoản đủ hoặc đặt cọc nhá. Chuyển khoản đủ thì em cảm ơn, không có thì các bác cứ cọc cho em khoảng độ 200.000. Đó, cọc cho em 200.000 nhá, hàng đến nhà các bác. Đó, 1,2 triệu. Cái này, đó, giá 900k này, kích thước là 43 × 18 này, cao 27 đấy, chiều dài này là 43 cm nhé, đường kính này là 18 cm, cao 27 cm này, giá em bán 900k này,
là cũng như ngày hôm qua em thông báo là em bán xuống 850k nhé. Bác nào mua một cặp thì em tính 1,7 triệu em bao ship, nhưng mà các bác cũng phải chuyển khoản đủ nhá. 1,7 triệu em sẽ bao ship đến tận nhà với điều kiện các bác mua một cặp và chuyển đủ tiền. Đó, con này nó nặng khoảng độ 1 yến nhé các bác, rất là nặng, có con nặng 10 mấy cân nữa. Cái gen này là gen 13 này, thế còn cái gen này là gen 21 nhé. Con nào nó cũng thế, nó sẽ có một cái gen 21 và ba cái gen 13. Đó, và dưới gậm này nó cũng có cái van xả đáy này các bác này. Đó, nó có cái này để xả đáy nhá. Đó, bên dưới gậm này nhìn đẹp hơn bên trên các bác. Đó, đẹp. Đó, giá 1,7 triệu hai cái nhá. Tiếp theo sang con này. Cái con này là như hôm qua em tính cho các bác, con này nó dung tích nó khoảng độ 50 lít này. Đó, các bác cứ nhân lên nhá, nó rơi vào khoảng độ xích xoát 50 lít, dài 120 cm, đường kính con này là 22 nhá, đường kính phi này là phi 22 nhá. Đó, ống này là 34 này, gen 34, cái này là gen 21 này, 1, 2, 3, 4, 5 cái gen 21 nhá các bác, và cái gậm của nó cũng có một cái gen 21 nữa để xả đáy đó. Đấy, bằng inox 304 nhá các bác, lại gặp một cái gen inox 304. Đây, nó có cái tem kiểm định nhá, bình này ghi là bình chịu áp luôn nhá. Đó, mọi nhìn thấy chưa? Kích thước của nó là D219x120 này. Đó, đó là kích thước của bình nhá. Em ghi là 21 là em đo áng áng nó không chuẩn ấy. Con này chắc nó nặng tầm cỡ trên 20 cân nha các bác. Giá em bán cho các bác là 2,650k. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác hai cái tấm nhôm này. Hôm nay em về cái này được hai tấm nhá. Kích thước là 67 x 50,5 này nhân 0,5 này, giá 500k một tấm này. Các bác nhìn nó chỉ có 3 cái lỗ ở đây và 3 cái lỗ ở đây thôi nhá. Đó, tấm nào cũng thế, em có hai tấm. Đấy, nhìn đẹp chưa? Đó, cái này em có hai tấm nhá, mới thứ có hai tấm này. Đó, loại thứ hai là cái loại này. Đó, loại thứ hai là cái loại này, kích thước của nó là 109 này nhân 50,5 nhân 1, nó dày 1 phân nhá các bác. Ồ, thế cái tấm này dày bao nhiêu nhỉ? Tấm này dày 5 ly nhá các bác. Tấm này dày 5 ly. Đó, tấm này dày 1 phân. Đó, giá tấm này em bán là 1,6 triệu này, kích thước em để đây. Tình trạng của nó như sau nhá. Lỗ một tí ở chỗ này, lỗ một tí chỗ này nè, lỗ một tí này, có nghĩa là nó có một cái hàng lỗ này 4 cái này, bên này 4 cái nữa là 8 này. Ngoài ra lỗ ở giữa sẽ có như sau nhá, chỗ này là 2 cái này, chỗ này 2 cái nữa 4 này, chỗ này 2 cái nữa là 6 này, chỗ này 2 cái nữa là 8, chỗ này 2 cái nữa là 10, chỗ này là 2 cái nữa là 12 lỗ. Đó, kiểu người ta bắt cái gì á, nó đối lập nhau. Và tình trạng là cái chỗ này nó bị móp móp một tí này. Là cái góc này nhá. Đấy, góc này nó móp móp một tí này. Nó bị tống xuống nền bê tông hay sao các bác, nó móp tí chỗ này. Đó, một tí cái góc này. Đó, tấm này em bán 1,6 triệu. Đó, 1,6 triệu tấm này nhá. Bây giờ còn cái gì giới thiệu cho bác nhỉ? Cái bình khuấy này đi. Cái bình khuấy này em bán cho các bác giá là 4,5 triệu nhá, kèm điều khiển luôn. Đó, cái bình này thì hôm qua em tính cho các bác là dung tích nó khoảng độ 50 lít nhá các bác. À, 50 lít, gần 50 lít nhá. Rất là đẹp. Nó lắp một con động cơ 90W này, chạy qua điều khiển nhá. Có điều khiển đây chạy được bình thường nhá. Bác xem lại video ngày hôm qua giúp em nhá. Con này cũng thế này, con này thì dung tích nó khoảng độ hơn 20 lít này. Cũng có động cơ điều khiển nhưng mà con này nó chạy con động cơ này tận 120W này. Đó, giá 3,5 triệu. Đó, ngoài ra em vẫn còn những cái đồ này nhá các bác. Đây, những cái đồ này này. Đó, nam châm này, cục từ này, chân máy này, rồi những cái đồ này, những cái đồ góc này, những cái này hôm nay em không view nữa, những cái cục cụ kia. Đó, video của em hôm nay đến đây là hết rồi nhé. Các bác mua hàng thì liên hệ với em qua cái số Zalo em để trên góc trái màn hình này. Cuối cùng là em chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.